Xin chào quý cô chú anh chị và bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị bạn một căn nhà ở phường 3 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh ha. Vũ Hồng đang đứng ở cái hẻm này là hẻm 158 đường Huỳnh Mẫn Đạt nha. Ở phía ngoài đó là đường Huỳnh Mẫn Đạt, đầu đường Huỳnh Mẫn Đạt đó. Thì cái hẻm này nó sẽ thông qua hẻm 192 đường Nguyễn Trãi nha. Bây giờ Vũ Hồng review qua phía bên căn nhà đó cô chú anh chị bạn xem ha. Thì mình đây là Vũ Hồng đi từ cái đường Huỳnh Mẫn Đạt đi vô nè, hẻm này là hẻm 158 Huỳnh Mẫn Đạt ha, hẻm rộng ha. Nhà mình có thể đi tiếp tục đi thẳng qua bên kia, qua bên đường An Dương Dương, rồi bên đây là đường Lê Hồng Phong, rồi đây là đường Nguyễn Trãi. Nhà mình giao giữa bốn con đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Trãi, Huỳnh Mẫn Đạt và đường An Dương Dương nha. Căn nhà mình là căn nhà đó đó cô chú anh chị đó, căn nhà một trệt hai lầu đó đó. Và đây cái hướng này nè cô chú chị bạn, nhà cái hướng này là mình sẽ đi ra ngoài đường Huỳnh Mẫn Đạt nha, hẻm 158 đường Huỳnh Mẫn Đạt ha. Còn hướng này mình ra đầu đường Nguyễn Trãi ha, chỗ buôn bán quần áo nhiều á cô chú chị. Đây căn nhà cao cao có cái máy màu xanh xanh che lên nè cô chú chị ha. Đó căn nhà đó đó, ở căn nhà đó đó ha. Ngang 3 mét và dài 6 mét nha. Đây căn nhà của mình đây hả cô chú anh chị. Đây địa chỉ của mình đây cô chú anh chị bạn. Một số mới là 192/30B đường Nguyễn Trãi, phường 3 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh ha. 192/30B đường Nguyễn Trãi, phường 3 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh ha. Đó, nhà mình có kết cấu một trệt với hai lầu nha. Đó, nhà của mình hướng chính là hướng đông ha. À, đi thẳng ra đây là đầu hẻm 192 đường Nguyễn Trãi. Còn bên kia mình đi qua bên kia là hẻm 158 đường Huỳnh Mẫn Đạt ha. Và đây là hẻm trước nhà mình nè cô chú anh chị. Đó hẻm nè, sạch sẽ cao ráo ha, hẻm làm rồi nha. Đó, nhà mình hiện tại thì cao hơn mặt hẻm khoảng 2 tấc nha cô chú anh chị. Cửa nhà mình làm bằng cửa sắt và kính cường lực. Trên lầu 1 có cái ban công lấn ra nè ha. Đó, ở trên cái máy đó là còn một phần nữa nha cô chú anh chị bạn. Ở trên là còn thêm nữa ha. À, nhà thì mình không có ở, nhà ở đây là chủ nhà không có ở, nên điện thì không có nợ nhiều nhưng mà bị cắt điện rồi nè. Đó, nên mình quay tối nha, không có ánh sáng đèn ha. Đây cắt điện rồi nè. Địa chỉ nhà 192/30B ha, đường Nguyễn Trãi. Ở ngoài đầu đường Nguyễn Trãi mình đi hẻm thẳng vô đây là tới luôn á cô chú anh chị bạn. Hoặc mình đi từ hẻm 158 đường Huỳnh Mẫn Đạt đi vô thì mình rẽ bên tay phải ha. Mình rẽ phải đi qua ba căn nhà là tới căn thứ ba là tới ha. Hẻm thông nha cô chú anh chị. Đó, nhà thì cũng còn mới, cũng còn khá mới ha. Mua về thì ở liền chứ không cần phải sửa chữa gì đâu. Cũng đèn led, âm trần đồ đầy đủ hết rồi. Tường nhà thì cũng được dán cao ráo, gạch lên cao ráo rồi ha. Cô chú anh chị bạn nhìn ở dưới trệt của nhà mình ha. À, ở phía sau nhà mình là có một khoảng thông hành địa dịch giữa hai cái căn nhà đó cô chú anh chị. À, phía trước đây là phía trước nè, ở đây là phía trước nè ha. Hẻm cao ráo sạch sẽ lắm, nói chung là ngay trung tâm có một cái căn nhà đúc hẻm cao ráo sạch sẽ ha. À, cô chú anh chị bạn nhìn nè ha. Và Vũ Hồng quay cái sổ cho cô chú anh chị bạn xem luôn nha. Và cái sổ của mình á, là được công nhận là 17.24m nha cô chú anh chị bạn. 17.24m ha, nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nè. Đó, là nhà mình là được công nhận là 17.24m nha cô chú anh chị bạn. Đó, nhà một trệt với hai lầu ha. Rồi, ở phía sau nè cô chú anh chị bạn. Ở phía sau nhà mình có cái khoảng đó, cái lối thông hành đi dịch ở phía sau nè ha. À, lối cửa sau của những cái nhà đây ha, cửa sau không à.
Và đây là nhà vệ sinh của mình đây ha. Đó, nhà vệ sinh. Nhà mình bị cắt điện cô chú anh chị bạn, bị cắt điện rồi. Đó, nhà về đóng điện có mười mấy ngàn mà cũng cắt luôn. Rồi, nhà mình chiều ngang là 3 mét, chiều dài là 6 mét ha cô chú anh chị. Địa chỉ là 192/30B, đường Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ha. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh Nhà Đất Sài Thành Review Bất Động Sản thì mình hãy giúp Vũ Hồng đăng ký kênh ha. Và nhớ chia sẻ cái video này cho bạn bè, người thân của mình nha. Còn nếu như mình đã nhiều lần xem kênh Nhà Đất Sài Thành Review Bất Động Sản rồi thì mình hãy chia sẻ cái video này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Hả, cô chú chị bạn nhìn lại đây ở dưới nhà mình đây ha. Ở dưới nhà mình đây ha, cầu thang thì cầu thang ở cuối, ở dưới đây thì nhà vệ sinh. Hả, căn nhà dài 6 mét đủ luôn nha cô chú chị bạn. Nhà trên lầu mình lấn ra ban công thêm được 1m2 nữa ha. Chiều ngang là 3 mét nha. À, đây ở phía sau nhà mình nè. Đó, đằng kia là đường Huỳnh Mẫn Đạt các cô chú anh chị. Hướng sau này là hướng tây ha, còn hướng trước là hướng đông nha. À, cô chú anh chị bạn nhìn nè ha. Đường lên lầu nè, lên lầu 2 nè. À, xuống lầu 1 nè, cầu thang là tay vịn bằng inox 304 nha. Ở đây thì có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này làm ở bên trong ha. Bên trong nha. Phòng mình nhà vệ sinh khép kín luôn. Ở đây có chỗ để lắp sẵn máy nước nóng luôn nè. Có chỗ là cấp nước và có chỗ điện, nguồn điện sẵn luôn rồi ha. Tường nhà vệ sinh thì cũng được dán lên cao ráo, đèn led luôn nha. Nhưng mà giờ bị cắt điện rồi. Còn đây cô chú chị bạn nhìn ha. Đó, trên lầu 1 nè. Cái ban công của lầu 1 nè cô chú anh chị. Và ở đây là cái cửa sắt và kính cường lực ha. Hướng này nha cô chú anh chị bạn, hướng này là mình đi thẳng qua bên kia là đường An Dân Dương, mình rẽ trái là về đường Huỳnh Mẫn Đạt. Bên đây là đi qua đường Lê Hồng Phong. Và hướng này nè cô chú anh chị, hướng này đi thẳng ra ngoài là ra ngoài đầu đường Nguyễn Trãi, chỗ buôn bán quần áo á cô chú anh chị. Và nhà mình là còn thêm cái lầu nữa để chú Hồng lên trên quay lên trên cho cô chú chị bạn xem ha. Ở đây thì chủ nhà cũng trang bị cho mình cây inox 304 để phơi đồ nè ha. Vàng phơi inox 304 nè ha. À, à cô chú chị bạn, nhà này đóng cửa nha. Chủ nhà giao chìa khóa cho Vũ Hồng nên cô chú chị bạn đi xem thì cô chú chị bạn hẹn Vũ Hồng trước nha. Tại Vũ Hồng ở bên quận 8 chạy qua ha. Ở đây thì chìa khóa Vũ Hồng giữ luôn, nên không có cái chìa khóa vô nhà. Nên cô chú chị bạn nào đi xem thì hãy alo cho Vũ Hồng ha. Chủ nhà thì ở trên tận Bình Tân lận nha. À, chủ muốn dời về Bình Tân để ở, để gần cái chỗ làm việc ha. Nên chủ nhà bán lại rẻ căn này cho ai có nhu cầu nha. Và đây cô chú anh chị bạn ơi, lầu 2 của nhà mình đây ha. Màn cửa đâu chủ còn để đây nè. À, mình lên lầu 2 ha. Đây là cầu thang xuống dưới nè. Đó, cầu thang xuống dưới nè ha. Đây cô chú anh chị bạn nhìn ở trên lầu ha. Đây là cái không gian ở trên lầu 2 nha. Không gian của lầu 2 nhà mình. Thì lầu 2 của mình xây full ra ngoài đây luôn. Tới đây. Đó. Lầu 1 thì mình ra tới bên đó luôn ha. Lầu 2 cửa này cửa sổ có song sắt bảo vệ luôn ha. Hướng này là hướng đông nha. Hướng này là hướng đông ha. Màn rèm là chủ đeo phía sau rồi. Màn rèm còn để đây nè. Này vị trí để mình lắp máy lạnh nè. Lắp cái máy lạnh vô ha.
Cô chú anh chị bạn đang theo dõi chú Hồng review căn nhà địa chỉ 192/30B là số mới, đường Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Chú Hồng xin nhắc lại thông tin căn nhà này ha. Căn nhà này thì có kết cấu một trệt với hai lầu, ngang 3 và dài 6. Nhà kết cấu một trệt với hai lầu, hai nhà vệ sinh. Đó, mở cửa gió này hướng này mát quá trời luôn. Đằng kia là nguồn mình vẫn đạt. Đây là phía sau thông hành địa dịch của mấy căn nhà này. Nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha, không bị quy hoạch giải tỏa gì hết nha. Nhà thì có giấy chủ quyền Hồng mua bán ký công chứng sang tên ha. Chủ nhà đang chốt một mức giá bán cực kỳ hợp lý luôn, 2 tỷ 250 triệu ha. Cô chú anh chị bạn nào mà có nhu cầu tìm mua nhà thì hãy liên lạc với Hồng sớm ha. Một căn nhà giá quá cực kỳ hợp lý luôn nha. Xin nhắc lại địa chỉ là 192/30B đường Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ha. Ngang 3, dài 6, ngang 1 trệt, 2 lầu, 2 nhà vệ sinh. Nhà đầu đúc ha, phía sau. Ở phía sau ra đường Huỳnh Mẫn Đạt, đi thẳng theo đường Huỳnh Mẫn Đạt. Ở phía trước mình đi ra đây, ngay nhà mình nè. Mình rẽ bên tay phải thì mình đi về đường An Dương Dương, rẽ phải rồi tiếp tục rẽ phải thì đi về đường Nguyễn Trãi chứ. Còn đi thẳng là ra đường Lê Hồng Phong, hướng Lê Hồng Phong nè. Còn rẽ bên trái á là mình sẽ nếu mà rẽ bên trái á là mình sẽ về đường An Dương Dương với đường Huỳnh Mẫn Đạt ha. Rồi chú Hồng review ra đi ra ngoài đường, cái ngoài đường cho cô chú chị bạn xem chút xíu luôn nha. Đi ra ngoài và đường An Dương Dương ha. Ngoài đường Nguyễn Trãi ha. Mình đi ra đường nè. Đây mình sẽ ra đường Nguyễn Trãi nè. Cái hẻm này mình cũng đi ra ngoài đường Huỳnh Mẫn Đạt được nè. Đó. Còn đây đi thẳng ra đường Nguyễn Trãi nè. Hướng này ra đường Lê Hồng Phong. Bên đây quẹo qua Minh Mẫn Đạt. Nó phía trước là đường Nguyễn Trãi đó cô chú anh chị. Phía trước là đường Nguyễn Trãi. Vô Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà mình ha. Địa chỉ là 192/30B đường Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà có kích thước ngang là 3m và chiều dài là 6m, một trệt với hai lầu. Nhà có giấy chủ quyền Hồng hoàn công ha. Giá chủ nhà đang kêu là 2 tỷ 250 triệu ha. Ra đây là đường Nguyễn Trãi nè cô chú chị bạn. Ra tới đầu đường Nguyễn Trãi rồi ha. Đây là đường Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5 nè. Đối diện với ngân hàng NCB ha, với ngân hàng HD Bank nha. Phía bên đó là đường Lê Hồng Phong đó cô chú chị bạn. Đi thẳng tới luôn là trường Cao đẳng Sư phạm, trường Đại học Sài Gòn ha. Mình rẽ phải là ra đường Trần Đạo ha. Còn ở đây cô chú chị bạn ơi, đây là đường này là đường Huỳnh Mẫn Đạt nè, ngã tư đường Huỳnh Mẫn Đạt nè ha. Tiệm bánh ACB trên đường Nguyễn Trãi nè. Khu này là khu buôn quán sầm uất, quần áo, giày dép buổi tối là rất là đông luôn ha. Gần ở đây là ngân hàng rồi shop thời trang đồ đầy đủ hết luôn nha cô chú anh chị bạn. Đó, và đây là cái hẻm của mình nè, hẻm ngay chỗ Yumi nè, cửa hàng Yumi nè ha. Đi vô nè, có cái cây chỗ nước hoa nè, chắc này là nước hoa ha, trang trí hoặc là phụ kiện của phụ nữ, mấy cái chân làm đẹp, phụ kiện làm đẹp. Rồi cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến căn nhà trong đây thì hãy liên lạc với Vũ Hồng ha. Vũ Hồng sẽ trực tiếp dẫn cô chú chị mà đi xem nhà, sau đó gặp chủ nhà để thương lượng về giá cả nha. Rồi Vũ Hồng xin chào ha, xin hẹn gặp lại cô chú chị và bạn ở những video lần sau nha.